Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 khiến cho nhiều hoạt động gần như bị trì trệ. Tuy nhiên, giãn cách xã hội và việc thường xuyên phải ở nhà lại mở ra cơ hội mới cho các hoạt động trực tuyến phát triển. Theo kết quả khảo sát do Facebook và Brand & Company hợp tác thực hiện trong năm 2021, một trong năm hoạt động trên không gian trực tuyến được người tiêu dùng Việt Nam dành nhiều thời gian nhất chính là mua sắm online. Bắt kịp được xu hướng đó, hàng loạt các sàn thương mại điện tử, các trung tâm thương mại, siêu thị đã tăng cường các ứng dụng giao bán đồ ăn online và xây dựng các chương trình khuyến mãi thu hút người tiêu dùng như free ship hoặc tích điểm đổi quà. Ngoài việc tạo ra những ngày siêu sale hàng tháng, để kích thích mua sắm, việc kết hợp với các ứng dụng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, các ngân hàng số cũng là một cách hữu hiệu để người tiêu dùng thuận tiện hơn trong việc thanh toán sản phẩm và gia tăng các ưu đãi khi mua hàng trực tuyến. Gần như là khi dịch bây giờ thì gia đình là mua sắm online, cũng hạn chế ra đường, sợ dịch bệnh nó lây lan, ảnh hưởng chung đến thành phố. Về hàng hóa thì lựa chọn cũng rất là đa dạng và giao hàng rất là nhanh, thì nó cũng rất là tiện dụng. Có thể là mình thanh toán bằng tiền mặt khi bạn giao hàng, cách là thanh toán online rất là nhanh. Đi thực tế để mình trải nghiệm những món hàng có thể là mình chưa biết, mình mua và mình tìm tòi. Đặc điểm nổi bật là nhiều người chưa từng mua sắm trực tuyến đã tiếp cận và sử dụng kênh này. Đồng thời, những người đã từng mua sắm trực tuyến thì mua sắm nhiều hơn. Một số doanh nghiệp cho biết lượng đơn hàng online vẫn tăng đều trong những tháng đầu năm 2022, nhưng khả năng xử lý, đáp ứng đơn hàng tại các siêu thị cửa hàng vẫn được triển khai thông suốt nhằm duy trì chương trình đi chợ hộ cho người dân. Ảnh hưởng của dịch thì siêu thị thì đẩy mạnh cái kênh online. Thì hiện nay thì kênh online nó qua 3 kênh chính. Thứ nhất là trên ứng dụng VNID, trang web là winmart.vn. Và ngồi ra thì có một cái kênh đi chợ hộ. Bạn có thể nhắn tin vào Zalo với số hotline. Rồi các bạn sẽ đi lấy hàng cho từng khách hàng, hạn chế đi lại trong cái thời điểm này. Cùng với việc chủ động nguồn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng theo khảo sát của phóng viên, tại các siêu thị trên địa bàn thành phố đã quán triệt nghiêm túc cán bộ nhân viên, tuyệt đối không lơ là trước dịch bệnh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, trang bị vách ngăn tại quầy thu ngân và các vị trí cân rau củ quả. Thường xuyên vệ sinh quầy kệ, bố trí nhân viên thực hiện đo thân nhiệt và kiểm soát quét mã QR với những người vào mua sắm, đồng thời tự đánh giá mức độ nguy cơ để có phương án phòng chống dịch phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.